Báo báo dân trí đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 1 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão Chami, tên tiếng Việt là Chami, ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc, 122,4 độ kinh đông, trên đất liền phía đông đảo Dông, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, báo di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão di chuyển theo hướng tây, đến khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 10, bão đi vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 11 và hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông. Đến khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, cách quần đảo Hoàng Sa 510 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 và hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông. Sau đó, bão Trà Mi tăng lên cấp 11, 12, giật cấp 15 vào ngày 27 tháng 10 và hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, sau có khả năng đổi hướng tây nam và di chuyển chậm lại. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 9 giật cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão sóng cao 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Nhận định về cơn bão này, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết dự báo bão sẽ đi vào khu vực biển Đông của Việt Nam trong hôm nay và sẽ mạnh lên với vận tốc gió gần tâm bão khoảng 100 km/h khi tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 25 hoặc 26 tháng 10. Cùng thời điểm này, phía cao nguyên Tây Tạng đang có không khí lạnh tràn về phía Nam kèm theo khí áp cao lục địa. Trong hôm nay, bão thoát khỏi khu vực đồi núi cao Luzon, Philippines và sẽ mạnh lên nhưng đến ngày 26 tháng 10 sẽ gặp không khí lạnh và khí áp cao từ phía Bắc tràn xuống nên sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là khi bão vào gần bờ ngày 27 tháng 10 sẽ giảm cấp gió xuống còn khoảng cấp 8 9, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ trong giai đoạn từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. Kịch bản thứ hai là khi bão vào gần bờ ngày 27 tháng 10 sẽ tương tác với không khí lạnh và bị khối khí áp cao áp đảo nên quay ra và yếu đi. Tuy nhiên sau khi quay ra và khối khí áp cao biến mất thì bão có thể tiếp tục đi vào bờ trong các ngày đầu của tháng 11. Ông Huy cho rằng đây là một cơn bão xuất hiện khi có nhiều hình thái thời tiết diễn ra cùng lúc nên đường đi của bão sẽ rất phức tạp. Sau khi vào biển Đông, bão Chami, tên tiếng Việt là bão Chami có đường đi rất phức tạp, đến mức các mô hình dự báo tới giờ vẫn chưa đi đến thống nhất là bão Chami có vào nước ta hay không, thậm chí nhiều mô hình đang cho rằng bão sẽ đến sát bờ biển phía đông nước ta tức là đoạn bờ biển ở miền Trung rồi đứng yên tại chỗ, cụ thể là có những khả năng nào? Có lẽ bão Chami, tên tiếng Việt là bão Chami và nước ta sẽ gọi là bão số 6 khi nó đi vào Biển Đông là cơn bão mà các mô hình của các cơ quan khí tượng lớn khó tìm được điểm chung nhất trong mùa bão năm nay, hay nói cách khác, Chami đang là cơn bão thuộc loại khó dự báo nhất. Kể từ khi bão Chami hình thành đến hôm nay, ngày 23 tháng 10, một số mô hình nổi tiếng nhất bao gồm của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA, Cơ quan Khí tượng Philippines Pagasa vẫn chỉ đưa ra đường đi dự báo của bão cho tới khi nó đến gần bờ biển miền trung nước ta vào khoảng ngày 27 tháng 10 hoặc ngày 28 tháng 10. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta cũng tương tự. Đường đi dự báo của bão Chami dừng lại ở đêm này không có dự báo bão đầu bộ hay suy yếu hay là tan như với dự báo của các cơn bão khác mà không thể có chuyện một cơn bão đi đến đây bỗng nhiên lập tức biến mất. Có thể là các dự báo thể hiện như trên do mức độ chưa chắc chắn về cơn bão này rất cao bởi nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm gió khi đến gần bờ biển nước ta. Theo thông tin của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp CTVKC của Mỹ, các mô hình có sự khác biệt đáng kể. Nhiều mô hình chỉ có một điều khá lạ là bão Chami sẽ đứng yên ở vùng biển phía đông nước ta trong khi vẫn duy trì cường độ của một cơn bão, chỉ có duy nhất mô hình GFS là hệ thống dự báo toàn cầu của Mỹ là cho rằng bão sẽ tan dần khi đi vào miền Trung nước ta. Tuy nhiên, mô hình của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh gọi tắt là UKM và của Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu gọi tắt là ECMWF lại nhận định bão Chami khi đến sát bờ biển miền Trung nước ta sẽ đổi hướng vòng ngược ra biển rồi đi lòng vòng trên biển và có thể sẽ vòng lại nước ta lần nữa. Cường độ chưa biết thay đổi như thế nào. Dù sao, việc một cơn bão không đổ bộ mà đứng yên ở gần bờ biển hoặc là đi lòng vòng ở vùng biển gần nước ta cũng rất là đáng chú ý. Vì bão mà đứng yên thì nó càng có nhiều thời gian để chút mưa xuống. Vì vậy, từ khoảng ngày 26 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10, ở nhiều tỉnh thành miền Trung sẽ có thể có một đợt mưa lớn kéo dài vài ngày. Tùy diễn biến của bão nên người dân cần lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Chami, tên tiếng Việt là bão Chami, có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 123,6 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 20 km/h. Cảnh báo diễn biến bão từ 72 giờ tới 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam và di chuyển chậm lại. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ gần sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8, 62-74 km h vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75-102 tới 102 km h giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0 m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10, bão Chà Mi có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó có khả năng đổi hướng tây tây nam với tốc độ 15 tới 20 km/h đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vị bắc, 119,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 tới 15 km/h. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 117,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 12. Dự báo trong vòng 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15 tới 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vị bắc, 113,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam và di chuyển chậm lại. Về tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ gần sáng ngày 24 tháng 10, gió mạnh tăng lên cấp 8, từ 62 tới 74 km h Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75 tới 102 km h giật cấp 12. Sóng biển cao 3 tới 5 m, vùng gần tâm bão 5 tới 7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn.